Sau đây là công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng. Trong nước sau 88 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng, nhiều nơi, nhiều người đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ Y tế ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy việc phục hồi và phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp, người quản lý khu đô thị, khu di tích, siêu thị, nhà hàng, chợ dân sinh và toàn thể nhân dân triển khai các nội dung sau. 1 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Công điện số 1699 ngày 2 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 1666 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch, tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để với quy mô hợp lý, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, điều trị hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh. 2 các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người khi không cần thiết, khai báo y tế tự nguyện tại ứng dụng nCoV, thông điệp 5K. Cài đặt và sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone, đồng thời ngăn chặn các thông tin tiêu cực bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 3. Về công tác hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch khẩn trương giả soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tổ phòng chống dịch thôn khu phố trung cư chợ trên địa bàn chỉ đạo ban chỉ đạo các cấp tổ phòng chống dịch cơ sở chịu trách nhiệm và thực hiện nghiêm hiệu quả công tác phòng chống dịch theo địa bàn quản lý Sở Y tế bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế cả về tinh thần để cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, xây dựng và triển khai phương án đảm bảo vật tư trang thiết bị y tế, phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ sở y tế thường xuyên giả soát, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch. Tổ chức xét nghiệm ngay các đối tượng có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng. Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp xã xây dựng phương châm 4 tại chỗ ứng phó với các tình huống dịch trên địa bàn. Phương án sẵn sàng truy vết khoanh vùng cách ly dập dịch khi tình huống có dịch xảy ra tại thôn, khu phố với đầy đủ các nội dung. Vị trí đặt chốt chặn kiểm soát giao thông để bao vây khoanh vùng danh sách theo dõi hộ gia đình. 4. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, Mọi người dân đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng nếu không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, khai báo y tế cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát, quán karaoke thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, trang bị đủ khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn. Cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú, nhà máy xí nghiệp tự ra soát đánh giá việc thực hiện các yêu cầu hướng dẫn phòng chống dịch và công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đúng quy định. 5. Về quản lý nhập cảnh và cách ly tập trung, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh cách ly, lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú, khách sạn, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh lưu trú, làm việc ngắn ngày dưới 14 ngày, bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi tiếp tục quản lý chặt chẽ cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, không để lây chéo trong cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. 6. Về công tác kiểm tra Phát động tuần cao điểm kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020. Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ký thay Chủ tịch Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng